video ngày 4. Vâng, ngày 4 từ Ban Mê Thuột về thành phố Hồ Chí Minh. 380 km các bạn. Vâng, đây là video ngày 4. 4 ngày lễ 34 và 1 tháng 5 đó. Hello, chúc các bạn buổi sáng vui vẻ. Vâng, sáng nay thời tiết khá là mát. Chúng tôi đang ở thành phố Ban Mê Thuột. Và hôm qua là ngủ ở khách sạn Hotel Mai Anh kia. Đó, giá 350k các bạn. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn sáng. Và trên đường về sẽ ghé núi lửa, tham quan núi lửa đẹp nhất cao nguyên, núi lửa Chư Lúc núi lửa em ơi. Ok, trước khi đi tour chúng tôi có thay nhớt rồi và đã đi được 1.010 km các bạn. Đó, thay nhớt Botul V3 nha, 300V nha. Đó, 1.000 km này. Đây là nhớt sau khi chạy 1.000 km này các bạn. Đó, nó ra cái màu như thế này. Mỗi ngày mình xịt dưỡng sên một lần các bạn ơi. Dưỡng sên 198. Đó, Dino của Đài Loan. Mình đi đường xa thì mình xiên xịt một chút cho nó bôi trơn cái xích các bạn. Đây chỉ là bôi trơn chứ không phải là vệ sinh các bạn ha. Vệ sinh thì mình nhà về nhà mình vệ sinh sau. Đó, còn mình bôi trơn thì mình thấy nó khô thì mình xịt thôi. Đó, vệ sinh thì nó là có nhiều cách rồi. Cái xe khá là nặng các bạn. Đó, còn mình bôi trơn thì nó còn quan trọng hơn là vệ sinh nữa. 9 giờ sáng tôi mới ra khỏi khách sạn. Vâng, mình tìm quán mì Quảng, lúc trước có ăn rồi. Chỗ đó khá là mát mẻ. Vâng, hôm nay là sáng thứ hai, sáng thứ ba chứ. Đó, ngày mùng 2 tháng 5. Hôm kia là 30/4 và 1 tháng 5. Hôm nay là mùng 2 tháng 5. Chúng tôi đang trên hành trình về lại thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ thành phố Buôn Ma Thuột. Ok, rẽ phải vào Trần Khánh Dư và điểm đến của mình bên trái. Vâng, mì Quảng Mỹ Sơn kìa. Mì Quảng Mỹ Sơn. Đó. Chúng tôi sẽ để xe ở bên đây. Phía trước mặt là trường học. Vâng. Một con đường khá là mát mẻ. Bên kia có quán cà phê kìa. Mì Quảng Mỹ Sơn. Hết gà, chỉ có lòng gà với cá lóc. Anh còn lòng gà với cá lóc thôi anh. Gà, gà, lòng gà, cá lóc. Vậy thôi cho anh vậy. Lại luôn con, vậy luôn con. Là sao ba thứ mà? Dạ ba thứ luôn. Đặc biệt là sao? Đặc biệt chứ ba thứ phải làm đặc biệt. Gà lòng gà cá lóc là ba thứ là theo tôi đặc biệt. 9:15 các bạn ơi. Mà sáng mình và Nguyễn Sơn ở thành phố Buôn Ma Thuột. Vâng, đây là dịp lễ 30/4 1 tháng 5. Đó, 9 giờ mới đi ăn sáng cho nên là hết nhiều món ngon rồi các bạn ơi. Nó chỉ còn cái gì mình ăn cái đó thôi. Đây là tô tập cộng luôn đấy. Đó, chúng tôi ăn ở đây 2-3 lần rồi.
Ok các bạn, 10 giờ kém 10 thì chúng tôi mới ăn sáng xong. Và bây giờ sẽ lên đường khởi hành về thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, lần này về chúng tôi sẽ không đi quốc lộ 14 mà sẽ đi đường rừng để tham quan, trải nghiệm cái dãy hang động và núi lửa Chư Lúc. Mình sẽ đi ngang qua núi lửa Chư Lúc, một ngọn núi lửa đẹp nhất ở cao nguyên. Các bạn tiếp tục theo dõi video nha. Phía trước là tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột các bạn ơi. Có chiếc xe tăng kìa. Đó. Đây là trung tâm của thành phố. 10 giờ rồi. 10 giờ. Tạm biệt thành phố Buôn Ma Thuột. Tạm biệt các bạn văn mê. Chúng tôi đi núi lửa Chư Lúc đây. Quá đã. Đây là đường Lê Duẩn. Đường Lê Duẩn hay còn gọi là cao tốc 02. Vâng, bên phải là công ty điện lực miền Trung, điện lực Đắk Lắk. Đó, điện lực Đắk Lắk. Hoành tráng nha. Hôm nay là ngày 2 tháng 9. Ê, ngày 2 tháng 5 luôn. Cho nên là vẫn còn du khách rất là nhiều, rất đông. Họ chơi ngày hôm nay, ngày mai họ mới về. Nghỉ lễ được 5 ngày mà. Vâng, mọi lần thì chúng tôi ghé vào bên phải đây để uống cà phê này. Nhưng mà hôm nay hết thời gian rồi. Mình ngẫu hứng muốn đi đường núi lửa, cho nên thôi khởi hành sớm 10 giờ. Vâng, con đường Lê Duẩn này là con đường đẹp nhất ở thành phố Ban Mê này. Và đang sửa chữa cái gì ở phía đằng xa. Hôm trước đi lên là bị kẹt đường. Bây giờ không biết là Google nó chỉ mình đi đường nào đây. Đi nãy giờ nửa tiếng hồ mà mới được có 18 km. Đi trước là cầu Cerebot. Đó, đẹp chưa? Một cái cầu cổ. Bên kia là đường ray xe lửa. Đi qua khỏi cái cầu Cerebot này là mình đã ra khỏi thành phố Ban Mê rồi. Một cái điểm nhấn. Ok các bạn, chúng tôi đang ở quốc lộ 14 và bây giờ là mình rẽ trái ở đây nha. Mình đi núi lửa thì mình rẽ trái ở chỗ này, đó là chỗ F88 nha. Đó, mình rẽ trái đường này chứ mình không đi đường quốc lộ 14 nữa. Đó, ngay cái điện Bách Hóa Xanh này. Tôi chưa đi đường này lần nào luôn, cho nên bây giờ đi theo Google thôi. Khoảng độ 29 km thì tới. Đường quần quèo giống như đèo, em không biết là đèo gì. Nghĩa 105 km.
cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở đấy, nguy hiểm chưa, sạt lở nha. Để tôi mở bản đồ coi nó là cái đường gì mà không có báo đường gì ấy các bạn ơi. Lần đầu tiên chúng tôi đi cái cung này. Cung từ quốc lộ 14 của thành phố Ba Mê Thuột. Đó. Rồi đi núi lửa. Chư Lốc. Vâng, chúng tôi đây trong thị xã Karongno, huyện Đắk Nông, rất là sầm uất luôn, rất là hoành tráng. Các bạn nó vừa đi qua rồi, bây giờ là gần hết cái thị xã rồi, Karongno. Tìm đường đi ra núi lửa Chư Lốc mà chưa biết ở đoạn nào. Google nó báo là 10 km. Đấy, những trang lịch sử này. Ơi, đi phải là đi tiếp ra Giang Nghĩa, còn bây giờ tôi sẽ đi vào đây. Đi Nguyễn Thị Lệ 10 km nữa. Bắt đầu vào khu hoang vu rồi. Cái bài gì đây? Đấy, hết khu dân cư. Vào rừng rồi các bạn ơi. Mười một giờ trưa, nắng quá các bạn ơi, dừng lại uống miếng nước ấy. Bà xã đi mua thêm nước ở phía bên kia. Chúng tôi đang tìm đường vào núi lửa Chư Lốc, còn 10 km nữa. Ok, mời các bạn uống nước. Revive bù nước ướp lạnh. À, đã quá. À, bên đây có bán mà mình đi băng em uống này. Ok, đã đi vào cái đoạn đường xi măng rồi các bạn ơi. Đường xi măng nhưng mà rất là lớn. Đường xi măng. Vâng, từ xa tôi đã nhìn thấy chòm của cái núi lửa rồi. Đấy, đây. Núi lửa Chư Lốc đó bạn. Đó, nó khuất sau cái bụi cây này, thực ra nó rất là cao. Đây. Đấy, còn bên đây là này, đá này. Đá tổ ong này các bạn ơi. Đất đỏ ba gian này. Đó, đá này. Thấy chưa? Bướm bay rập trời luôn. Vâng,
phong cảnh rất là lãng mạn, hoang vu, hai bên là rừng, đường rất là ngoằn ngoèo. Tiếp tục đường nhựa, tiếp tục ra đường nhựa rồi, đỡ quá. Đó, bên phải là đá ba gian của núi lửa đấy các bạn, hàng triệu năm rồi, ghê chưa. Đó, đá tổ ong đó. Và chúng tôi vẫn bằng mắt thường vẫn chưa nhìn thấy núi lửa chưa lốc đâu. Kia rồi. Vâng, núi lửa chưa lốc ở kia các bạn ơi. Đúng rồi. Các bạn nhìn bên trái kìa. Vâng, phía trước là núi lửa các bạn ơi. Vâng, có một nhóm phượt đây. Núi lửa chưa lốc ở phía trước. Vâng, hai bên là đá này. Vâng, chúng tôi sẽ rẽ trái ở đây. Ở đây có bảng hiệu này. Khu vực núi lửa, hang động, buôn, chô át. Mình rẽ trái ở đây nhé các bạn. Tôi đang từ hướng từ Ba Mỹ Thuột đi xuống. Đó, mình đi vào cái đường bê tông này. Sau đây lại ghi là chúng núi lửa bông lông rô. Ok, chúng tôi đang đi sâu vào khu vực núi lửa. Bên trong này có hai chiếc bán tải, hình như là đang camping ở trong này các bạn ơi. Hai chiếc bán tải, một chiếc bán tải, một chiếc hết đường rồi. Cam Bình ở đây. Rồi, bên đây là đường đi trekking đấy. Đó, mình sẽ trekking đường này. Đi bộ đường này để đi vào trên núi ở trên kia. Đó, hồi nắng lắm, đi không nổi đúng không rồi. Đó, nếu các bạn muốn lên núi và đi hang động bên dưới ấy, thì mình sẽ đi đường này vào. Từ đây tới đó mình thấy cũng gần đấy. Ok, nắng quá. Đứng đây nghỉ một xíu các bạn ơi. Hello, chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Vâng, hôm nay là chiều mùng 2 tháng 5 các bạn.
ở mùng 2 tháng 5, tức là 34 1 tháng 5 á, chúng tôi đang ở chân của núi lửa Chư Lúc ở phía xa kia, cuối con đường này. Và bây giờ tôi sẽ bay con Mavic 3 Pro này lên để test chất lượng video và sóng sánh của nó và gió của nó như thế nào. Cất cánh. Xích lên xíu để thấy chân trời cho đẹp. Ok. 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 Cất cánh các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Các bạn thấy cái xe tôi đẹp không? Vâng, trưa nắng quá, may mắn là mình đứng ở chỗ này nó có tí bóng mát. Nhiệt độ bây giờ đang rất là cao luôn. Chúng tôi đang ở Đắk Nông. Đó, đâu đó ở Đắk Nông. Tỉnh Đắk Nông quá. Đó, mình xoay một vòng này. Đó, tôi đang xoay về cái hướng của núi lửa Chư Lút. Đâu rồi? Ở bên đây. Lúc trước tôi coi trên YouTube thì cái đường đi vào này là đường đất các bạn. Còn bây giờ là cái đoạn này là đã là đường xi măng rồi. Đó, hiện tại tôi đang đứng ở cách xa khoảng độ 1500m. 1500m các bạn ha. Đó, mình bay xa như vậy để các bạn ngắm được cái quang cảnh hùng vĩ, rộng lớn của nó. Chứ mình đi tới tận nơi nó gần thì nó dễ quá rồi các bạn ha. Đó, đây là tôi zoom này. Đó, zoom in, zoom out. Mình ngắm trước. Ở đây thì nó không có những cái cây cối lớn, chỉ những cái cây nhỏ nhỏ thôi. Cho nên rất là nắng luôn. Ồ, hùng vĩ chưa? Vâng, nếu mà tính từ cái tâm của núi lửa đó thì phải cái bán kính của nó thì phải 5 km thì mới có nhà dân nha các bạn. Đó, tức là xung quanh cái núi lửa này 5 km vòng quanh, tức là khoảng một cái vòng tròn 10 km, từ tâm là 5 km thì mới có nhà dân ở. Đó, các bạn nhìn thấy cái đường mòn bằng đất không? Đó, nếu mà các bạn có xe mà đi off road thì mình chạy vào bên trong nó gần hơn. Đấy, đây là một cái quần thể núi lửa Chư Lút rất là nổi tiếng ở Đắk Nông này. Vâng, lần đầu tiên chúng tôi được nhìn tận mắt. Vâng, nhìn tận mắt các bạn. Núi lửa như thế nào? Vâng, hàng triệu năm rồi. Tôi nghĩ là như vậy. Còn nó ngưng hoạt động mấy ngàn năm thì tôi không biết luôn đấy. Vậy mà hàng triệu năm mà nó vẫn còn thành một cái núi như thế này ha. Nó không có bị bào mòn bởi thời gian. Không biết nó có bị thấp xuống không? Đó, cái mỏm đó bạn. Cái lỗ này. Đó, cái lỗ vào núi lửa nó phun trào đó. Đẹp ghê chưa? Hiện giờ đang ở là mùa nắng đó. Ở miền Nam gọi là mùa khô đó. Không có mưa. Cho nên là xung quanh là đồi chọc hết đó. Ở đây là nó sâu ở dưới. Nó còn ẩm ướt. Cho nên là cây cối nó còn xanh này. Còn xung quanh là khô hết rồi. Nếu như các bạn đi vào mùa mưa thì nó rất là tùm, nó rất là đẹp. Vâng, bên trong cái miệng hang núi lửa này là có khoảng vài cái hang ngầm ở dưới. Tức là bên dưới ngọn núi lửa đó là mình có 100 cái hang động. Vâng, các bạn nghe không nhầm đâu. 100 cái hang động bên trong đó. Và có ít nhất 10 hang được đánh số từ 1 tới 10. Trong đó có một hang, hai hang gì đó dài cả cây số các bạn ơi. Từ vài trăm mét, vài chục mét đến cây số. Thì ở đây có cái dịch vụ là đi trekking, tức là đeo ba lô chống gậy đi trekking 10 km để vào đây ấy. Có dịch vụ luôn. Và nếu các bạn tự đi thì cũng phải đăng ký để có người dắt đường mình đi. Đi là đi hang động, tức là bên dưới ấy. Bên trong cái hang nó giống như hang đồng vậy đó. Ồ, mà vào hang đẹp lắm. Các bạn phải đội mũ nhựa, rồi đeo kính, đeo đèn.
Đó. Trong tương lai tôi cũng dự định sẽ làm một chuyến đi cái hang ngầm ở bên dưới đó. Cái hang bên trong ở dưới lòng đất rất là đẹp. Còn đây là mình chỉ ngắm nhìn bên ngoài thôi. Đó, đâu đó ở xung quanh đây này, nó sẽ có một cái miệng hang nhỏ nhỏ, rồi bắt đầu mình chui vào. Chui vào đi sâu ở bên trong ở dưới lòng đất ấy, thì chui bên trong kia nó ra những cái miệng hang rất là đẹp. Các bạn cứ lên Google search chữ núi lửa Chư Blúc này. Đó, hang động thì nó sẽ ra hàng trăm hàng ngàn cái tấm ảnh người ta đi chơi, người ta chụp á. Cực kỳ đẹp, nhìn phê lắm các bạn ơi. Đó, còn đây là mình ngắm nhìn từ trên cao các bạn ha. Đó, đã chưa? Đó, lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy cảnh này gần như vậy. Một cái video quá đã. Và đầu đó trong đây là có những cái miệng hang này. Khi mình chui từ ngoài vào trong á, đó, đi lòng vòng vài trăm mét đó, thì sẽ ra tới miệng hang ở đây. Ánh sáng nó hắt vào rất là phê. Oh, tuyệt đẹp. Đấy các bạn nhìn đây. Đó, tầm xa nếu mà tính từ cái tâm này ra 5 km thì mới có nhà dân các bạn. Tôi đang đứng đâu đó ở cái lùm xanh xanh ở phía xa kìa. Đó, cách xa khoảng độ 1500 m. Còn cái đoạn mà tôi bay cao nhất ấy, là các bạn nhìn xuống thấy hết cái núi lửa đó, là tầm 320 m độ cao. Đây, quá đẹp các bạn ha. Đó, tôi bay thấp xuống để các bạn thấy cái sự nhô lên của nó này. Đấy, nếu như các bạn mà có xe cào cào cỡ tầm 250 phân khối mà lên đây mà chạy ở trên này thì thôi, quay video thì thôi, cực đỉnh luôn. Vâng, tôi đang bay lùi vậy. Cái khoảng cách xa 1500 m mình bay về thì mình cũng một cái công bay về thì mình bay lùi để mình vẫn tiếp tục quay được video cho khỏi lãng phí cái máy và pin. Rồi mình quay về thì cảnh nó bình thường rồi. Đó, mình đi lùi về. Đã quá các bạn ha. Các bạn đã đến đây lần nào chưa? Đó, mai mốt tôi sẽ tới đây cắm trại. Tôi đang rủ bạn Tùng FDV tới đây cắm trại rồi đi trekking ở đây. Ngủ đêm ở đây một đêm. Ngủ đêm ở bên miệng núi lửa. Ok, hạ cánh các bạn ơi. Nắng quá, chịu không nổi. Ở đây không có bóng người luôn đấy nha. Vời quá các bạn ơi. Chúng tôi vừa bay núi lửa Chư Blúc xong. Chinh phục núi lửa Chư Blúc bằng con Mavic 3 Pro mới ra. Vâng, nếu các bạn cảm thấy thú vị với con Mavic 3 Pro này đó, thì hãy đăng ký kênh YouTube Đoàn Hùng Giang để đón xem những video tiếp theo. Ok các bạn, đây là ban quản lý rừng phòng hộ núi lửa đây. Vâng, bây giờ là đúng 12 giờ trưa rồi các bạn ơi. Nắng sói đầu luôn. Chúng tôi đang ở trong đường từ núi lửa Chư Blúc đi ra. Và bây giờ sẽ về thẳng Gia Nghĩa. Sau đó ăn trưa ở Gia Nghĩa, rồi mình sẽ từ Gia Nghĩa mình về thành phố Hồ Chí Minh chắc phải 7-8 giờ tối ấy. Đó, con đường này lúc trước là đường đất ấy, mà bây giờ sao tôi thấy nó là đường xi măng rồi, cũng đỡ ghê luôn đó. Đó, bên phải là cái trạm phòng hộ. Vừa nắng, quá nắng các bạn ơi. Chúng tôi
mới từ trong núi lửa chưa lúc đi ra. Đi cung đường này thật sự là quá là chill. Hai bên là toàn là đá, đá ba gia, đá của núi lửa. Còn tiếp năm. Chỉ tôi đi về Gia Nghĩa bằng cái con đường bé tí như thế này đây. Mình cũng khám phá đi một lần cho biết. Tại vì nó gần hơn đoạn kia một chút. Khá là kịch tính. Wow, đi qua cái cầu như thế này. Đi đường ruộng hết trời. Đi đường bê tông rồi. Mấy chục cây số như thế này thì chết. Sống gì nổi. Bướm đập trời các bạn ơi. Vâng, cuối cùng chúng tôi quyết định chọn phương án đi đường bê tông này mấy chục cây mét chơi các bạn. Trời ơi, bướm hai bên đường, hai bên bờ ruộng. Mình tới gần cái nó bay lên thôi. Con nít. Ra đường nhựa trở lại rồi các bạn ơi. Mà đường nhựa bé thôi. Vâng, đi những cung đường là xấu như này mới thấy cái lốp bán địa hình của CB500X có tác dụng. Cảm ơn bạn Tùng FDP đã cho mượn cái lốp. Đi với tốc độ chậm như thế này thì khá là lâu á. Mình sắp vào tỉnh lộ 684. Google nó báo tỉnh lộ 684. Để trái tỉnh lộ 684. Đây là tỉnh lộ 684.
tránh được quốc lộ 14 sẽ không bị công an các bạn. Đường này thì chả có công an đâu, còn đi 14 là hơi bị căng á. Wow, chill quá, đẹp quá. Tỉnh lộ 684. Đây là cầu Quảng Phú các bạn ơi, cầu Quảng Phú. Với đoạn đường nãy giờ đi cực kỳ xấu, không thể chạy được, tiêu rồi. Ra lậu gà không, chết tôi rồi. Làm sao đây? Đó. Sáu chục cây nữa mới ra tới Gia Nghĩa.
6 cây nữa chứ đâu phải 30. 46 km nữa còn lâu như vậy ta. 46 km nữa. 46 km nữa mới tới thành phố Giang Nghĩa. Đói quá rồi các bạn ơi. Quá buồn ngủ các bạn ơi, dừng lại uống nước nghỉ ngơi xíu. Vâng, đây là cái lốp, đây là cái vỏ xe đun lốp của bạn Tùng này, vỏ bán địa hình của con CB500X ấy. Đó, bạn Hùng thay nó ra. Hôm xuất phát là tôi bị thủng lốp một lỗ lớn nên nó mượn cái lốp này đi đỡ. Đó, còn đây là cái thùng EV bị thủng rồi các bạn. Cái bồ ấy, nó nóng á, nó thổi ở đây mà nó thủng luôn cái lỗ to đùng này, thổi cái lỗ to đùng luôn. Cho nên là tôi mới mua cái ống này của Winner chuyển hướng đó, thay vì nó thổi thẳng lên trên này thì mẹ nó cong xuống đây. Này của Winner lắp vào vừa y luôn. Đó, các bạn thấy nó phù ra không? Nó phù ra nè. Nó nóng như cái già này nó phù ra. To đùng nó thủng cái lỗ. Đó, lỗ. Đó, lắp cái cổ bô này vô. Giang Nghĩa 1,5 km. Chúng tôi sẽ phải vào Giang Nghĩa các bạn ơi. Kiếm đồ ăn. Đói quá. Đây. Đây là đường 23 tháng 3. Đường 23 tháng 3 là ngày giải phóng Giang Nghĩa. Em dòm có cái gì ăn em ơi? Cầu Đắk Nông.
trường lớn như thế này thì mình kiếm đồ ăn rất là khó đó. Bây giờ là 2:30 rồi, người ta cũng dọn dẹp rồi nha. Ok, chúng tôi dừng lại ở trung tâm thành phố Gia Nghĩa và thấy có quán cơm Huế hay nhìn khá là ngon và đẹp. Đó, quán cơm Huế. Mình vào đây ăn cơm, nhìn thấy rất là khang trang luôn. Rất là đẹp, khang trang. Em kêu luôn đi. Giờ 2:40 chiều rồi các bạn ơi. Chúng tôi vừa đến thành phố Gia Nghĩa, trung tâm thành phố Gia Nghĩa. Bây giờ đang ăn cơm ở đây. Ăn xong chắc phải hơn 3 giờ. Mời các bạn cơm trưa. Sàn có món cá gì? Dạ. Có thịt có tép mà thôi em cũng buồn. Vâng, 3:25 chiều thì chúng tôi đã ăn cơm xong ở thành phố Gia Nghĩa và bây giờ tiếp tục hành trình về lại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, phía trước là cầu vượt Gia Nghĩa, quá là hoành tráng. Các bạn nhìn trên bản đồ. Bữa cơm trưa cũng 2-3 món khá là ngon luôn. Là 115.000 đồng. Vâng, cái cầu vượt này quá ghê gớm. Đoạn này là đoạn đẹp nhất rồi. Bốn làn xe. Đó, cây cối rất là mát và đẹp.
cây xăng Phúc Lộc Thọ bên phải các bạn ơi. Thời tiết hiện giờ đang rất là đẹp. Vâng, 5 giờ chiều chúng tôi đã về tới cửa ngõ của Bình Phước, bước vào địa phận Bình Phước rồi. Vâng, tôi tính về đến cầu Trung Hòa, cái cầu rẽ xuống bé để đón hàng hôm rồi đó, nhưng mà có vẻ không kịp rồi. Ok các bạn, sao bây giờ tôi thấy cái chớp xăng nó chớp với hai vạch, cái hai cái chấm trắng đó, là hiểu sao lâu nay mình thấy chớp một cái chớp cuối cùng thôi, và bây giờ nó chớp với hai cái chớp đó. Vâng, tôi vừa mới ghé đổ xăng lần thứ tư, 260.000. Đây là lần thứ nhất mình đổ 240, lần thứ hai là 200, lần thứ ba là 270, lần thứ 4 vừa rồi là 260. Đó là tổng cộng là 970.000 tiền xăng nữa. 970.000 tiền xăng. Và đi được là 1.253 km. Trước lúc khởi hành thì ngày hôm qua, ngày hôm trước khi xuất hành thì tôi đã đổ đầy bình rồi. 5:40, hoàng hôn đã xuống phía trước mặt các bạn ơi. Chúng tôi còn khoảng 50 km nữa thì về đến cầu rẽ xuống bé. Trời trong xanh, mặt trời rất là đẹp. Tới thành phố Đồng Xoài. Vâng, phía trước là vòng xoay thành phố Đồng Xoài. Vâng, đây là ngày thứ tư các bạn, ngày thứ tư chặng từ Bát Mỹ Thuột về thành phố Hồ Chí Minh. Quãng đường đi là khoảng độ 370 km, tại vì chúng tôi còn đi vòng qua tham quan núi lửa, tham quan núi lửa Chư Lút, nên mất khá nhiều thời gian ở đó. Vâng, về cái Đồng Xoài là thấy vui vẻ rồi các bạn ơi, trời mát mẻ. Mọi lần chúng tôi về cái Đồng Xoài này là trời đã tối. Vâng, mới ăn cơm trưa, lúc ăn xong lúc 3 giờ chiều ở thị trấn Gia Nghĩa. Chạy bây giờ được 3 tiếng là từ Gia Nghĩa tới Đồng Xoài. Huyện Phú Giáo kính chào quý khách. Vâng, chúng tôi đã về tới huyện Phú Giáo rồi, 6:30 tối. Thời tiết khá là mát mẻ. Vâng, chuyến đi của chúng tôi 4 ngày thì đều không gặp mưa, rất là tuyệt vời. Vâng, 7 giờ tối thì chúng tôi đã về tới cầu Phước Hòa. Vâng, bên trái là cầu gãy xuống bé. Kế hoạch là về đây sớm chút, khoảng độ 5:30-6 giờ. Bay lai cam đồ chơi, bay cầu gãy đồ chơi mà về không kịp. 7 giờ về tới đây tôi vui rồi. Tuyệt quá.
Cầu Gáy là một cái địa danh lịch sử rất là nổi tiếng ở sông Bé, và bây giờ là tỉnh Bình Phước. Bảy giờ hai mươi tối thì chúng tôi đã về đến tỉnh lộ 746, tỉnh lộ 746 ở khu vực thị trấn Tân Uyên. Từ đây mà về nhà thì còn khoảng độ một tiếng 40 phút. Vâng, tỉnh lộ 746 này thì chạy rất là đã, rộng và vắng. Ok, ghé mua trà và sữa, trà bí đao uống các bạn ơi. Đang ở thị xã Tân Uyên, đường Tô Vĩnh Diện. Các bạn, đúng 7 giờ 30 tối thì chúng tôi đã về đến vòng xoay Điện Biên Phủ. Vâng, vòng xoay Điện Biên Phủ có cái cột đồng hồ kìa. Đó, cột đồng hồ ở trên và bên phải là McDonald's. Đó, McDonald's Điện Biên Phủ ở bên phải đây. 7 giờ 30 tối. Vậy là video hành trình ngày thứ tư của chúng tôi xin phép dừng lại ở đây các bạn. Đó, ngày thứ tư là chặng đường từ Ban Mê Thuột ghé núi lửa Chư Rúc và về lại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, nếu như các bạn chưa xem video phần 1, phần 2 và phần 3, ngày 1, ngày 2 và ngày 3 thì nhớ kéo xuống để xem 3 phần trước nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nếu các bạn thích thú thì hãy đăng ký kênh YouTube Đoàn Hồng Giang để đón xem những video tiếp theo, đón xem những hành trình vượt tiếp theo của hai vợ chồng chúng tôi. Và nếu như các bạn cảm thấy video quá hay, quá bổ ích và thích thú thì hãy đăng ký làm fan cứng của kênh YouTube Đoàn Hồng Giang nha các bạn. Đó, có cái nút tham gia đó, hoặc là đơn giản hơn các bạn có thể bấm vào nút thanh, nút cảm ơn đó. Đó, YouTube bây giờ nó có cái nút cảm ơn đó, bấm vào nút cảm ơn để mời chủ kênh Đoàn Hồng Giang một ly cà phê hoặc ủng hộ một lít xăng để chúng tôi có nhiều động lực để thực hiện tiếp những cái tour sau này. Xin cảm ơn các bạn, bye bye, chào tạm biệt. 9 giờ 8 phút chúng tôi đã về đến nhà các bạn ơi. Tổng hành trình là 1386 km.